Xin chào cả nhà nha. Và hôm nay chiếc trà bông xin được giới thiệu với cả nhà là em vừa về được khoảng 1.000 cây mai dảo Thủ Đức ghép liền cốt nha cả nhà. Thì cái loại này em đã nuôi là một mùa mấy rồi nha, gần 2 mùa rồi. Cái này chơi Tết là ok luôn nha. Và đặc biệt là cái cốt thì của nó đã liền hết rồi. Đây cả nhà thấy không, em về rất là nhiều mai luôn ha. Vườn em có rất là nhiều giống mai luôn nha. Đây, rất là nhiều nha. Ai có thích mai gì thì cứ liên hệ bên vườn mai của chiếc trà bông nha. Và bây giờ em xin được giới thiệu đây, cái lô mai dảo Thủ Đức của nhà em đây. Thì em vừa về khoảng tầm được 1.000 cây nha cả nhà. Đây, em sẽ giới thiệu một số cây cho cả nhà xem nha. Cây này nó cao tầm khoảng 1 gang mấy, gần 2 gang tay của em, chứ tầm khoảng 3 tấc á. Đây, tất cả các cái gốc thì đều được uốn rễ hết nha cả nhà. Rồi đặc biệt là cái bo ghép của nó nè. Cả nhà thấy cái bo ghép của nó là nó đã liền cốt luôn rồi ha. Và cái này là đặc biệt là em đôn ngắn nè. Em đôn cái mắt lá của nó như thế này nè. Tết là hoa rất là nhiều luôn nha. Cái này Tết là hoa đặc luôn á. Đó, cả nhà thấy không? Rồi, em sẽ giới thiệu thêm một số cây nữa nha. Đây, đó, cây rất là đẹp luôn nha. Cây rất là cứng cáp luôn. Cái này mà ai mà mới biết chơi á, nuôi là cũng không có sợ chết nữa. Bởi vì cây rất là khỏe ha. Cây nó đã già mùa rồi, cái mắt ghép của nó là nó liền cốt luôn. Cái này chúng ta mua về mà trồng đắp mô á cả nhà. Đắp mô á là mai mốt trồng như cây zin luôn á. Bởi vì nó liền cốt rồi nè. Cả nhà thấy không, đâu có còn mắt ghép nữa. Cái này mà mới biết chơi á là trồng cũng không sợ luôn. Em cái này làm cắt đôn nè, thấy không? Cắt đôn nó mới nhảy nhánh nha cả nhà. Thường là cái mai chúng ta ví dụ như nó ra đọt dài thì chúng ta ngắt đọt ha. Ngắt đọt như vậy á, cái mai mình nó mới có nhiều cái tàn. Cái mắt lá nó nhặt á, sau này nó ra bông mới đẹp. Chứ còn như cả nhà để nó ra dài quá thì không đẹp nha. Đây, đó. Cây rất là tròn trịa luôn nha cả nhà. Cây tròn trịa lắm. Và đặc biệt là các cái đế thì đều đã được xử lý như thế này đây. Đây, em sẽ đi cho cả nhà xem ha. Đây. Đó, cây rất là tròn trịa luôn nha. Cây xanh tươi luôn. Các gốc thì đều đã được xử lý đế, còn cái mắt ghép thì nó đã liền cốt luôn rồi. Cho nên là cái lô này rất là ok luôn nha. À, cả nhà thấy không? Cây nào cũng như cây đó hết. Cây nào cũng như cây đó hết nha. Đây, em sẽ bóc lên cho cả nhà xem một số cây nha. Đó, cái rễ đây. Rễ thì quấn rễ ha. Cái bo ghép thì đã liền cốt. Cái cây thì cái tàn nó sum xuê luôn nha. Cây cao tầm khoảng 3 tấc nha cả nhà, có cây hơn. Đây. À, liền cốt rồi, y như cây zin luôn nha. Đó, cái tàn rất là tròn ha. Cái này chơi Tết rất là ok luôn. Đây, em sẽ quay một số cây nữa cho cả nhà xem nha. Đây, đó, cả nhà thấy không? Đó, cây như thế này đây. Đó, em sẽ xoay tròn cho cả nhà xem nha. Rồi, cái lô này là lô mai dảo Thủ Đức nha cả nhà. Đây, đó, cây nó tròn ha, em bấm nó ra tàn thích gịch luôn á. Rồi, cái này về lấy bo chơi Tết thì ok luôn ha, cây xanh đen luôn. À, đó, cả nhà thấy không? Rồi, cái lô mai này em bán với giá là 220.000 một cặp, em bao phí ship vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai của chiếc trà bông ha. Lô mai dảo Thủ Đức rất là đẹp luôn nha cả nhà.